nhá. Cái gì? Không, không ăn xúc xích. Xúc xích của ta to rồi, đi ra kia. Đi ra, 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 ra. Cái gì này? Bùa bả gì này? Ăn xin đi. Mua tiền đi ra đi. Lần người này. Ra. Đào, đi. Ra. Ra ngoài. Ra. Ra. Ôi trời ơi. Đây anh phải ra đi, 2-3 năm rồi giờ anh ước ao đi kiếm, nhiều lúc suy nghĩ thật nhiều, dần đời cũng rất lâu, ra đây thì nhớ hơn nhau lỡ cái đầu. Này anh ơi này, giờ đây anh giống như điên. Này anh ơi này, nhìn anh giống như ban công, người gớm như anh thật nhiều, càng nhìn càng thấy ghê. Này em ơi biến biến sợ sẽ mất em, và giờ em muốn đeo lên tay anh chiếc dây em đi mua hôm qua, chứng minh cho con tim anh thuộc về em. Lời em xin lỗi bao lâu nay em đã không cho ai đi qua em, với em đây không riêng nòng em mới thế. Và giờ em muốn tha cho anh trao cái dây đây cho em lấy, anh đã khuyên em đây xin thôi đừng nằm điên. Dù là ngàn năm hay bao nhiêu lắm chỉ khuyên em, khuyên riêng em thôi vì em nhớ chẳng ai nữa tha thứ được em. Thằng này bây giờ hot này. Ê, mày biết cái thằng Hắc Công Tử không? Bỏ lên xem nào, nói biết đéo thằng nào. À, cái thằng cầm đầu gái đi xin tiền này đi. Hay tao, mày đi đóng giả thằng này câu like chưa nhở? Mày đóng thằng này nhá, để tao quay cho. Cũng được. Đi, mày về tao bôi nhọ lồi cho. Ê, mày ơi, mày, video trước mình quay ấy, hơn 1 triệu view rồi ấy. Bình thường. Bình thường á? Ừ. Thế này không đủ nổi tiếng à? Chưa. Chưa. Phải gấp 79 lần nữa. 79 lần nữa là 80 triệu á. Em ơi, em lên anh bảo anh em ơi. Hai em lên anh bảo. Đừng có tí đá cái. Đợi đợi đợi, anh ơi, thằng này xong rồi anh ơi. Chân lên. Thế mà ê. Gì là anh ơi? Chào hai em, anh là cảnh sát hình sự. Có phải hôm qua hai em vừa đăng cái video mặt đen cầm đầu gà đi ăn xin đúng không hả? Ê, trời ơi, đăng em có đăng rồi. Mày chết đấy, mày đã khai gì? Ngu à? Các em như thế là không được đâu nhá. Các em biết đăng lên mạng như vậy là làm rối loạn cộng đồng mạng không à? Anh yêu cầu các em gỡ ngay thông tin này trên mạng ngay cho anh. Nếu không anh sẽ đưa về phường để phạt xử phạt hành chính. Anh ơi, anh cứ bình tĩnh, cái video này em sẽ xóa luôn. Còn đâu một chỉ cái phần này bọn em biết là bọn em sai rồi. Và về phần người đi ăn xin thì bọn em sẽ cố tình để giao cho anh để đưa lên xã giải quyết ạ. Được rồi, lần này anh chỉ cảnh cáo thôi nghe chưa? Vâng. Xóa ngay cho anh. Vâng ạ.
anh từng đuổi nó đi rồi mà. Sao thằng ấy lại ở đây em ơi? Anh từng nói với nó rất nặng lời. Sao thằng ấy để anh nhìn thấy nó? Giờ em với anh mới hiểu ra lò muộn cuộc sống không nó toan. Vì thế nó lại ăn phim. Tháng này nó bỏ mang cho anh đây. Sai lầm lớn nhất anh mang trong cuộc đời là đánh mất em khi anh đuổi thấy em. Giờ nó có xin anh tha cả mạng này thì bản thân anh đừng tha cho được nó. Giờ đây mày đã có những thứ mày cần rồi, tao sẽ đá mày, mẹ mày đau lòng thôi. Đời không dám tin tương lai lại thay đổi. Vợ mày thấy đây mày sẽ đớn đau cuộc đời. Anh ơi, em xin anh, em chỉ vì em hoàn cảnh em mới phải đi làm cái nghề này thôi anh ạ. Em ở xa lắm. Anh thương. Ngồi xuống anh bảo. Dạ vâng ạ. Anh nói cho mày này, dù bí như nào ấy, chú đừng có làm như trò này. Ăn xin thì mình đàng hoàng mình ăn xin. Cái gì bôi đen nhọ mặt, lại còn nhét cái gì vào mồm nữa chứ. Hả? Mà trong khi đó anh nhìn chú mày á, rất là khỏe khoắn, thanh niên trai tráng. Việc gì phải ăn xin? Hả? Thôi anh không phải nói nhiều với thằng làm gì cả. Lôi thổ nó lên phường. Thôi em xin anh. Thôi em ơi, hay là đó. Bây giờ nha, anh cả thằng cu em tha chú lần cuối cùng nhá. Nếu bỏ tay ra, nếu chú có làm lần nữa thì đừng có trách anh, nghe chưa? Nhớ chưa? Tốt chứ, bỏ nghề này đi. Em nhớ rồi, anh nhớ rồi. Cút đây. Làng quê tôi hôm nay đông đá, có một thằng ăn xin thật vui. Trên thân người toàn đen thui, bao nhiêu người chạy dài không đến. Này em ơi đừng đứng đó, có cái thằng đen thí cả người. Với cái tay cầm súng xình nơ, giờ quá đi, thờ quá đi. Đấm vào gì á? Cái gì? Dạ. Các chú. Chào anh em, anh là cái danh sự. Có phải hai em hôm qua vừa đăng cái video mặt đen cầm đầu gà đi ăn cắp đúng không? Sao đi ăn cắp anh? Hello! Xin chào tất cả mọi người nhé. Vừa là anh em vừa chúng tôi vừa làm một cái clip nhạc chế về cái anh chàng mà áo đen kia, mặt đen kia đi ăn xin. Đây là clip nhạc chế nhá. Và mục đích chúng tôi muốn làm cái clip này đó là khuyên tất cả những ai đang có ý định đi ăn xin bất hợp pháp
Đấy, tức là lợi dụng những cái chiêu trò để đi ăn xin lấy tiền của dân thì hãy dừng lại ngay, rồi có lúc chúng ta sẽ nhận được nhân quả không hay về mình. Và bây giờ thì chúng tôi hy vọng là anh em nếu như xem clip thấy hay thì vui lòng chia sẻ và cái gì chưa mất rồi chia sẻ và subscribe giúp anh em chúng tôi nhá. Và bây giờ chúng ta cùng chào anh em nào, goodbye. Bye.